cách đây 6 tháng khi vừa mới lấy chồng á, thì em phát hiện mình bị viêm âm đạo. Nhất là khi quan hệ vợ chồng á, thì việc này thì giống như là cực hình vậy. Và đặc biệt á, là khí hư thì có sự thay đổi, tức là ra rất là nhiều á, và màu trắng lận cận giống như là sữa chua vậy ạ. Có mùi hôi rất là khó chịu nữa, cho nên điều này em cảm thấy rất là ngại và xấu hổ. Cho nên em thì không chia sẻ vấn đề này với ai á, và cũng rất là ngại ngồi kế người nào đó. Vì khí hư ra rất là nhiều cho nên phải dùng băng vệ sinh hàng ngày, cho nên cảm thấy rất là bất tiện. Và chuyện chăn gối á, thì cũng rất là e dè nữa. Cho nên điều này làm cho chồng em cảm thấy rất là khó chịu. Ban đầu thì em không có chia sẻ với ai cả vì rất là ngại và xấu hổ. Cho nên em thì lên Google á, search những phương thức chữa trị dân gian, giống như là dùng nước chè xanh á, hay là nước lá trầu không, hay là ăn tỏi sống. Và em thì thấy những cách này cũng rất là đơn giản và dễ làm, cho nên thì em hàng ngày cũng thực hiện theo. Sau khoảng một khoảng thời gian thì cũng thấy bớt đi một chút ít, và chỉ một chút ít thôi. Tuy nhiên sau đó thì vấn đề này thì lại nặng hơn nữa, và đến khi không chịu nổi nữa thì em mới đi khám bác sĩ, và bác sĩ chẩn đoán rằng em bị viêm âm đạo Candida, và bác sĩ thì đã kê toa và hướng dẫn uống thuốc và chữa trị. Và em và chồng em thì đã chữa trị theo bác sĩ và đã chữa trị thành công. Tuy nhiên cách đây một tuần thì bệnh lại tái phát, và ngày hôm nay em tới đây xin bác sĩ tư vấn cho em cách chữa trị dứt điểm về bệnh viêm âm đạo do nấm Candida này.